thấy như thế nào? À, đúng là lúc nào cũng vậy, Sony là thiên bá và nghe nhạc vàng là nhạc đen đều ok. Chút xíu mình sẽ test nhạc đen qua đĩa MD nha. Nói là phải test liền để cho các anh thấy nhạc vàng lẫn nhạc đen đều ok. Sony là thiên bát và Sony là đa phần là bát giấy. Đây, đánh rất là chất lượng nha. Khỏi chê về chất âm của Sony với giá thành rất là rẻ. Mình đã sở hữu một bộ dàn Sony thương hiệu chất lượng full chức năng CD, MD và AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính, tất cả đều hoạt động ok, dàn full chức năng. Đây là ngõ AUX đầu 2 đầu AV, sorry, 2 đầu 3.5 ra 3.5. Với thiết kế lo màu gỗ cực kỳ bắt mắt, cảm thấy như thế nào? Chứ em thì riêng em thích những cặp lo màu gỗ như vậy, trưng bày ở phòng khách, phòng ngủ, phòng trọ đều rất là sang và bắt mắt. Khi mình trưng bày như vậy, cái màu gỗ nó làm sáng lên cho cái bộ dàn. Đây là màu bạc thì tương phản màu gỗ cực kỳ đẹp. Chiều cao của loa là 25cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 45cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20m2. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chỉ sử dụng điện 100V. Các lưu ý giúp em, đường cắm nhằm 220. Nếu mà có nhu cầu mua cục đổi nguồn thì liên hệ em. Mình đang nghe một đoạn lip test qua đĩa CD. Chút xíu mình sẽ nghe nhạc đen qua MD nha. Riêng đĩa MD bên em có bán, em sẽ chép nhạc theo ý thích các anh, từ nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc đen, cải lương, ca cổ, vân vân. Đĩa MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa, chép thoải mái với độ bền rất là cao. Về Việt Nam mình chỉ bỏ ra vài chục nghìn đã sở hữu được một MD chất lượng từ Nhật. Bây giờ mình test nhạc đen qua MD nhé. Biết nơi xa đó có gì vui hơn, riêng tôi ôm môi bây giờ mình sẽ test qua MD. CD và MD đọc cực kỳ nhạy luôn, rất là nhanh. Em có thể chép nhạc và rất là nhiều loại nhạc theo ý thích các anh vào đĩa MD nha. Các anh có thể trải nghiệm thử nghe nhạc qua MD. Là 45W. Tổng thể mặt sau của bộ dàn. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua hàng thì liên hệ em.